Premier League đầu tiên xuống hạng ở mùa 2022-23. Đêm ngày 13 tháng 5, Southampton thua Fulham 0-2, qua đó không còn cơ hội trụ lại Premier League ở mùa giải tới. Trận thua Fulham chính thức tiễn Southampton xuống chơi tại Championship 2023-24. The Sen kém vị trí an toàn đến 8 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng. Chuỗi phong độ tệ hại ở chặng nước rút, 11 trận không thắng liên tiếp, khiến Southampton trả giá đắt bằng vị trí tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Hành trình 11 mùa giải của Southampton tại Premier League chính thức khép lại với vé xuống hạng sớm 2 vòng. Ở thời kỳ hoàng kim, Southampton là đối thủ mà mọi câu lạc bộ tại Premier League phải dè chừng. Mùa 2015-16, đội chủ sân SCT Merseyside với dàn hảo thủ Sadio Mane, Virgil van Dijk, Dusan Tadic, Gracia Pele, Joseph Fon, Victor Wanyam từng kết thúc ở vị trí thứ 6, xếp trên cả Liverpool. Trở lại với trận đấu thuộc vòng 36, sau hiệp 1 bế tắc, Southampton bất ngờ làm tung mảnh lưới của Fulham sau pha thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng của Carlos Alcaraz. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ chủ nhà chỉ kéo dài trong giây lát. Trọng tài chính từ chối công nhận bàn thắng của Alcaraz vì lỗi việt vị. Chỉ một phút sau, cơn ác mộng đã đến với câu lạc bộ chủ sân SCT Merseyside khi Carlos Vinicius chớp cơ hội từ đường chuyền của Harrison Rick để sút tung lưới thủ môn Alex Gatti. Sau khi hoàn thành án treo giò 8 trận, Aleksandar Mitrovic được trao cơ hội. Số 9 vào sân ở phút 65 và chỉ cần 7 phút để ghi dấu ấn với pha đánh đầu tung lưới chủ nhà, ấn định thắng lợi 2-0 cho Fulham.